Giao lưu kỷ niệm một năm hoạt động của Phạm Liễu Sudan được tổ chức tại Trung tâm Sự kiện New Century, đảo Hồ Phai Loạn là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện lớn và sang trọng bậc nhất thành phố Lạng Sơn. Ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu chủ nhiệm câu lạc bộ Superdance cô giáo Phạm Liễu sẽ tiến lên sân khấu với đôi lời phát biểu cũng như cảm ơn tất cả quý vị. Trân trọng dành một tràng vỗ tay chào đón cô giáo Phạm Liễu, chủ nhân của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Rất là hạnh phúc bởi vì là Phạm Liễu đã luôn được cha mẹ hai bên yêu thương và dành cho cái sự động viên cũng như là tình yêu vô hạn. Và hôm nay thì trước mặt các quý vị khách quý nhân cái sự kiện này thì Phạm Liễu cũng muốn nói rằng là con cảm ơn ông. Tham gia sự kiện là sự góp mặt của gia đình, bạn bè, học viên của Phạm Liễu, cá nhân, nhóm nhảy, chủ nhiệm các câu lạc bộ và thành viên của các câu lạc bộ Superdance. Cảm ơn những lãng hoa thắm tình đoàn kết, cảm ơn sự chân thành và nhiệt tình của toàn thể quý vị. Như mọi người đã biết, kênh YouTube Phạm Liễu Superdance là một kênh chuyên về hướng dẫn và biểu diễn bộ môn nhảy đường phố hay còn gọi là Superdance. Phạm Liễu Superdance bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 2021. Từ một kênh YouTube chưa có người đăng ký, chưa có lượt xem và chưa có lượt người theo dõi. Sau một năm, tính đến ngày 28 tháng 10 thì kênh đã đạt xấp xỉ 28.000 lượt sắp và có những video đã đạt hơn 700.000 lượt xem. Ngoài ra, nhóm Facebook Đam mê Superdance do Phạm Liễu là quản trị viên cũng đã đạt trên 10.000 thành viên tham gia trong một thời gian ngắn. Từ một Phạm Liễu chưa ai biết đến thì trong một năm qua đã có rất nhiều các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc cũng như là ở nước ngoài đã tìm đến Phạm Liễu để cùng nhau tham gia luyện tập bộ môn Superdance. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những tiết mục đầy sôi động đến từ tất cả các thành viên tham gia sự kiện. Tuấn Long, 9 tuổi, là con trai cũng là người học viên đầu tiên của Phạm Liễu Superdance. Con cũng là người đồng hành và góp phần để cho kênh YouTube Phạm Liễu Superdance phát triển và có được thành công như ngày hôm nay. Con tên là Tuấn Long, con trai mẹ Phạm Liễu. Con xin gửi tới các ông bà, các bác, các cô chú là chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất. Trong thời gian tới, con Tuấn Long sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và con rất mong muốn rằng con sẽ nhận được sự yêu mến của toàn thể các ông bà, các bác, các cô chú trên mọi miền Tổ quốc. Ngày kia anh có quay về.
rất là cảm ơn anh Bạch Hà, bởi vì là anh đã mang đến cho Phạm Liễu một cô học viên hết sức là lầy lội. Giao lưu tại nhà hàng, chúng ta hãy cùng nhau di chuyển sang địa điểm 2, phố đi bộ Lạng Sơn, một trong những địa điểm giao lưu, quảng bá, văn hóa, du lịch, thu hút đông đảo người dân Lạng Sơn cũng như là du khách thập phương. Tại nơi đây thì Phạm Liễu đã chuẩn bị chu đáo, sân khấu lớn, bộ phận âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp và hứa hẹn sẽ cho quý vị thưởng thức một buổi tối thật sự tuyệt vời. Bây giờ hãy cùng nhau có một đêm bùng nổ với những giai điệu sôi động của điệu nhảy Superdan đến từ tất cả các thành viên có mặt tại buổi tối ngày hôm nay, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình đến từ tất cả các khán giả là người dân của thành phố Lạng Sơn. Xin kính chúc cho toàn thể các quý vị có một đêm thật sự bùng cháy.
và chương trình giao lưu kỷ niệm 1 năm hoạt động của Phạm Liễu Sư Phụ Đan xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị khách quý và xin chúc cho các quý vị khách quý sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn.